Chào mừng bạn đến với sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống hiện đại. Máy lọc không khí hút ẩm Trung Hô AD1500 không chỉ là giải pháp lọc sạch không khí mà còn mang đến cảm giác dễ chịu cho căn nhà bạn. Trung Hô AD1500 được thiết kế với các góc bo mềm mại và thân máy chắc chắn. Công suất hút ẩm lên tới 40 lít trên ngày và diện tích sử dụng lên tới 85m². Màn hình hiển thị cùng các phím bấm tiện lợi cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh các chức năng theo ý muốn. Nút cài đặt độ ẩm cho phép chọn độ ẩm từ 40 đến 80%. Nút chọn tốc độ quạt cho phép bạn tăng hoặc giảm công suất gió phù hợp. Nút cài đặt để chọn các chế độ tự động, chế độ ngủ, hút ẩm hoặc sấy khô quần áo. Hệ thống lọc 3 giai đoạn của Trung Hô AD1500 bao gồm bộ lọc trước, màng khử mùi và bộ lọc HEPA, giúp loại bỏ bụi lớn, mùi hôi và bụi siêu mịn. Việc bảo trì và thay thế bộ lọc cực kỳ dễ dàng, đảm bảo sản phẩm luôn hoạt động với hiệu suất cao nhất.